Tép cành là một trong những sinh vật được ưa chuộng nhất cho các bể thủy sinh hiện nay. Tép cành thuộc họ nhà tôm, thuộc loài động vật giáp xác. Chúng là những chú tôm nhỏ, nhiều màu sắc, chỉ lớn đến một kích thước nhất định và sinh sản. Những chú tép cành đầu tiên được thuần hóa và tìm thấy ở vùng Nam Trung Quốc và đảo Đài Loan. Trong một thập kỷ gần đây, phong trào chơi tép cành được nhân rộng lên khắp thế giới. Giá trị của chúng được tạo nên từ những hoa văn màu sắc trên thân và được phân loại cũng dựa trên đặc điểm này. Có những chú tép cành giá trị lên tới hàng ngàn đô la Mỹ. Ngoài vẻ đẹp rất bắt mắt, đa số các loại tép cành đều có khả năng ăn rêu tảo hại. Trong đó phải kể đến dũng sĩ diệt rêu Amano. Cộng đồng tép được coi là một trong những cộng đồng hòa bình và hiền lành nhất thế giới. Chúng rất phàm ăn. Chúng ăn mọi thứ, từ rêu tàu hại, thức ăn thừa, và chúng ăn cả xác của đồng loại. Những chú tép đực thường có kích thước nhỏ hơn tép cái. Lớp vỏ ở khoang bụng ngắn và có một chân phụ hình tròn ở tuyến sinh sản, nhưng chúng ta sẽ khó nhìn thấy bằng mắt thường. Những con tép cái sẽ dễ nhận ra hơn vì chúng có kích thước lớn hơn. Khoang bụng rộng và tròn để ôm trứng trong mùa sinh sản. Một điều đặc biệt dễ nhận ra nhất ở tép cái, đó là tuyến trứng trên lưng, hay còn gọi là yên trứng. Khi đến kỳ sinh sản, tép đực sẽ tìm đến tép cái thông qua hormone sinh sản được tép cái tiết ra để hấp dẫn con đực. Khi tìm thấy nhau, chúng sẽ bắt cặp và nhanh chóng tiến hành sự giao phối. Sau khi được thụ tinh, tép cái bắt đầu đẩy trứng từ tuyến lưng xuống khoang bụng và ôm trứng trong suốt quá trình bầu bí. Trứng khi còn non sẽ có màu trong suốt. Trong khoảng 2 tuần, trứng sẽ nở dần dần tùy vào điều kiện bể và thời tiết. Chúng ta sẽ dễ dàng quan sát nhận thấy khi trứng xuất hiện hai đôi mắt của tép con là chúng sẽ sắp nở. Tép con sẽ nở từ từ và được tép mẹ đạp xả ra từng con một trong vài ngày. Tép con mới sinh ra sẽ tự tìm kiếm thức ăn và sinh tồn độc lập. Chúng ăn rất ít, ăn mọi thứ và rất dễ sống. Hầu hết tất cả các loài cá đều là kẻ thù của tép con. Từ những chú beta dữ dằn, cá mún, cá bể màu, và thậm chí kể cả những chú cá trâm bé xíu cũng là kẻ thù của tép con. Chỉ có duy nhất những dòng cá dọn bể mới là bạn của chúng. Ví dụ như cá ô tô.
Nhưng các bạn đừng quá lo lắng. Ở trong bể thủy sinh, tép con vẫn có khả năng sinh tồn nhờ vào việc lẩn trốn trong những bụi cây thủy sinh. Quá trình trưởng thành của tép dựa vào việc lột vỏ. Chúng cần ăn đầy đủ dinh dưỡng và khoáng chất để lột vỏ. Việc thiếu khoáng trong nước và thức ăn sẽ làm tép chết vì không lột được vỏ. Một chú tép con cần khoảng 2 đến 3 tháng để trưởng thành. Chúng được nhân giống và sinh sản phát triển mạnh ở những bể nuôi tép chuyên dụng. Đối với bể thủy sinh, chúng như những bông hoa tô điểm thêm cho vẻ đẹp của bể. Chúng giúp bạn kiểm soát rêu hại và thức ăn thừa. Tuổi thọ của một chú tép cảnh có thể lên đến 2-3 năm tùy vào điều kiện chăm sóc. Và chúng sẽ kết thúc vòng đời một cách yên bình với một thế hệ tép con tiếp nối.